Ni là vườn Gumao, Quế Linh Chi. Mù Tani, ban quản lý vườn quốc gia và lợi phước bình, đổ rò, thành Kaya, môi trường mù đủ ẩm tục kỳ. Tì tề hình, xa lạp bạc lúc hồ rời tuổi, chợ ở phùi, Gumao, mù, xa toàn tòa, Kaya bệ Gumao, Quế Linh Chi, mù ni, lọt, lô ma toàn tì dục cm, nhà quả thể Gumao Brock, cả si phát, đồ ngạc Brock, gà bảo tử, gà chuẩn bị, mù giai đoạn thu hoạch. Mù nhà, kỹ sư cười Nguyễn Anh Tuấn, phó trưởng phòng khoa học, các si hợp tác quốc gia và lời phước bình. Mpà thảo, cây nhà Gumao Linh Chi Ni là độ tục kỳ, nha, vô ni, Việt Nam rơi chỉ mù phát hiện ta vườn quốc gia Nam Cát Tiên là gà Đồng Nai, các si phước bình là gà Ninh Thuận. Vườn quốc gia Bình thì nó có một cái diện tích rừng sen lẫn. Vườn quốc gia Phước Bình là Tana Broke, xen lẫn si nha là Ala Mu Gumao Lu Kayao, Cả Si Kayao Brok. Muni là cái gia điều kiện gà dợ Gumao Linh Chi phát triển là kê. Đoà Wo là vật khí hậu là kê. Cả Si Mù Đoà Tani là vườn quốc gia Phước Bình là Mù Đoà Gumao Ni. Phân tích đánh giá dựa chỉ số hoạt động mù gia lạ dựa dành Gumao Quế Linh Chi Ta Pa Lê vườn quốc gia Phước Bình là can định tuộng mù bờ nghiên cứu ta viện công nghệ sinh học các si thực phẩm đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh mù đoa các si hoạt chất quý gia lạ Gumao Linh Chi ni là mù độ ta dựa Pa Lê Tơ ở đặc biệt Gumao Quế Linh Chi độ ta vườn quốc gia Phước Bình mù lưu hoạt chất sinh học cạ xì mù khả năng ức chế gà tế bào ung thư từ đời nì cạ xì kháng mù lô ma chủng vi khuẩn ngạ gà bệnh loạn từ đời nhà là bào tử mù loại Gumao ni là chứa lưu hoạt chất cạ xì tính sinh học ngạ đà ra hóa cây gà tế bào chống gà lô ma cao huyết áp tiểu đường viêm gan ni là cơ sở vật phát triển nguồn dược liệu dạ rọt sức khỏe cạ xì ngạ mai già. Trong ba cái giống nấm linh chi mà thu thập tại vườn quốc gia Phước Bình á là có chứa cái hàm lượng polysaccharide. Và là loại giống của màu linh chi mà thu thập ta vườn quốc gia Phước Bình là mù chứa lưu hàm lượng polysaccharide ni là cái da hàm lượng mù tritiphenyl mù là cái da ni mù dược chất canxi khẳng định và là chất thế giới ni là hoạt tính chống ung thư cũng như là chất hoạt tính đặc là gây dự hoạt động mô hệ tim mạch thông qua mù vô ni kết quả ni mù mạng là dre dạ tiến hành ngạ và là phòng thí nghiệm kiểm tra buộc hoạt tính ni là dịch chiết mù của màu linh chi tani là sự phát triển mù giữa dòng tế bào ung thư cụ thể dre mù tiến hành ta dự mù tế bào ung thư gan, các si ung thư phổi thì kết quả lâu ni là toa loại dòng linh chi nổi trội ta vườn quốc gia Phước Bình là mù Gumao linh chi Gano các si Maradona linh chi Độ Maria Sini là loại Gumao Quế linh chi là hóc môn đại địa bị mô ta toa loại cây dầu Gumao ni ga mù khả năng ức chế cây da phát triển ta tòa dòng tế bào ung thư gan, các si ung thư phổi. Dựa si nhóm nghiên cứu, vỏ rò của màu, Quế Linh Chi, ta vườn quốc gia Phước Bình, mù tổ đơn giản, chi phí đầu tư tục kỳ, bút khang là Tana Brock Oak, tục kỳ cây da vô dạ rò, Aweama, mù bla của màu Linh Chi, ta kè, mù cây da bla, cây da bóc vô, tận dụng vật liệu ni là cây dầu là A. Mù ngạ khung đỡ giá gà Gumao. Si vô vre thu hoạch si khoảng cách giữa đoa lúc lâu cả si lúc đoa là cách cỡ đoa lúc toàn đoa lúc lùa mà hồ rề. Gạp là Gumao, Quế Linh Chi, mù khả năng gà rề thu hoạch, lau bạc xà thụ. Qua quá trình thí nghiệm thì nấm linh chi này tạo ra thích nghi hoàn toàn với điều kiện Phước Bình.
Mùa quá trình thử nghiệm thì cô Mao Linh Chi Ni tổ ra thích nghi si hoàn toàn si điều kiện phước bình các si khả năng chuyển giao ngã Broca Aweama. Quy trình của Mao Linh Chi độ đơn giản. Cô Mao Linh Chi Ni Paroni Mu Salapa Pluhure tuổi Kasini cũng là vô hoàn thành hoàn chỉnh mùa của Mao Linh Chi Mu Thu Pe Kasi Mu tạo Lukaya sản phẩm giờ vô bậc giờ Pabuya Alak. Cái quế linh chi rất là đặc biệt và cái chủng này là chủng đặc hữu, thật sự đặc hữu của Ninh Thuận. Gồm màu, quế linh chi, ni là đặc biệt, là chủng ni cũng là chủng thật sự mù cà già đặc hữu ta là canh Ninh Thuận, hàm lượng thành phần bút thua kém ghi dỡ loại tơ ọ, đặc biệt là so si ganodakma lucitum, tức là cà già gồm màu ni là thương độ ẩm hiện, độ paro ni phổ biến, cà si mù lu mà nuôi ưa chuộng, xa vật thú vị quốc là ni là của Mao Linh Chi độ ta là canh đình tuần rơi mà mu toa loại độ gia man cả si độ cả bên gia man số si chữa loại chủng tơ linh chi và rau ni ta là canh thị trường linh chi mu đặc trưng độ hiện cả si lu quế linh chi ta là canh đình tuần mu cái gia man Yuni là ghê gia lạ vô rê độ ngã tiếp tục đầu tư cả si phát triển vô đoa sản phẩm ta mẹ thương mại đa dạng là sản phẩm thương mại và rò ni là cái da vột túi lọc gà trà hòa tan thậm chí là dre ngạ và buồn ta và đẹp ni là dù a lạc đặc biệt là ethanol ni là chiết xuất lu cái da chất thành phần mù linh chi thì cả mình cũng mua ngạ dòng sản phẩm là ghê gà thị trường gà sức khỏe mà người tiêu dùng gà đảm bảo phát triển nguồn gen gồm màu quế linh chi là kê. Ban quản lý vườn quốc gia Phước Bình độ xây dựng kế hoạch loạt ngạ broc mô hình pla gồm màu linh chi ta Aweama, đồng thời ngạ si là canh bên Bắc Ái toạt nguồn vốn thọc lau ni ca Aweama phát triển mô hình ni. Góc độ địa phương thì tôi cũng rất là mừng khi có vườn quốc gia Phước Bình sau bao nhiêu năm thì cũng đã nghiên cứu được cái góc độ bà lời thì co là tổ cho mùa vườn quốc gia Phước Bình thì đời ti lưu thụ của mùa nghiên cứu lưu vột nguồn giống của Mao Linh Chi ta bà lời Phước Bình và lại thời gian hà bì ca minh cũng khen vườn quốc gia Phước Bình ngạ xì dứt sở ngành mua là gan bền ngạ xì dứt bà lời nghiên cứu áp dụng mua dứt ngạ broc ca Aweama bà lời ni là mùa cơ hội ca Aweama tạo điều kiện phát triển nghề là của Mao Linh Chi cả si khen bà lê là bà lê mua ngành nghề cả ở quê mà ngã mà ta một là của Mao Linh Chi. Cái nấm linh chi này chúng tôi đã đánh giá nó có cả gì cái giá trị về mặt khoa học của Mao Linh Chi cả mình cũng mua đánh giá ni là giá trị vật mặt khoa học cả si mua giá trị mặt kinh tế như ni vườn quốc gia Phước Bình mua xây dựng kế hoạch ngã si chợ là cành bền Bắc Ái gà ngã proc chợ mô hình ta ni là cộng đồng dân cư hữu tị Tani, gà Palê, Phúc Bình, gà Tóc Aweama, ngạ Xoa Lapa. Bà rõ niên của Mao Quế Linh Chi, ta vườn quốc gia Phúc Bình, mù bà bà xì giá, xa phải lo triệu đồng, mù xa ký lô gam của Mao Thù, xì năng suất. Xa rù vò, phôi của Mao, độ bình quân, gà thu nhập dỡ đợt là xa plus 5 ký lô gam gà của Mao Thù. Aweama mu thu nhập mẹ ta ni lô ma plu tần nam plu triệu sa thụ mu sa thụ. Ni cũng là hướng tắc Aweama rực lại ta ba lời Phước Bình là gần bên Bắc Ái tạo mu sinh kế nâng prong thu nhập phát triển kinh tế bờ đồng thời gà liên kết gì doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản phẩm của Mao Linh Chi đó là đặc sản tơ ta ba lời Phước Bình.